chuột nó cho nó chuột chuột nó đẩy cái nó đẩy anh em có một tép thì anh ta vô dầm và mua tàu chén Điên nói cho anh em tép để ngoài phải không? Ờ, nói những năm lấy cái bọc tép để ngoài dùng để cho tán bán chứ năm về làm. Bảy năm kêu qua dưỡng năm lấy bịch tép cho tủ lạnh đi ra ngoài cho nó gã đông chút cái gì nó trộn gỏi sao đâu đó.
Con mười mà chay lắm. Con quanh làm ba ống cái lộ lộ á. Con đỡ máy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con ba đây.